Diệu à, mày nghe tao đi. Quay lại đi học. Mày đừng dính dáng đến mấy cái thằng đấy nữa. Mày bị mắc bệnh xã hội rồi đấy. Giờ này rồi, mày còn định đi đâu đấy hả? Đi làm chứ đi đâu. Này nhà hàng đông khách quá, tao phải tăng ca. Tao bảo nhá, mày xem thế nào, đi học lại cho đầy đủ đi. Mày nghỉ nhiều như thế, nhớ bị đuổi học thì sao? Tao và tao không điểm danh mãi cho mày được đâu. Ui kệ đi, thích đuổi thì cứ việc đuổi, tao cũng đấy cần. Đi học mãi có tiền mà tiêu đâu, tao đi làm hơi mệt một tí nhưng mà tiền bạc chỉ có đầy túi. Ta nói thế thôi. Mày để được vào đâu thì để. Này, hôm trước tao thấy ông nào đưa mày về đầu ngõ đấy hả? Tao nói trước không thừa đâu nhá, mày đừng có dính dáng đến đàn ông có vợ. Đến lúc mang vạ vào thân thì không biết đâu. Mày cứ phải lo xa. Mấy thằng nhà giàu rủng mỡ ấy, chán cơm thèm phở, muốn có được tao thì không phải cũng phụng tiền cho tao. Tao có ăn không của ai cái gì đâu mà tao phải sợ. Trên này à, làm sao bằng đồ quê mình được. Nghe buồn cười rồi đấy. Mấy cái mớ rau, cái trứng gà, cái sách lên làm gì. Thôi, về nhà với Trang đi. Không phải ra ngoài kia. Thế con phải đi đâu? Ăn mặc như thế à? Con đây có việc của con. Mẹ hỏi gì? Gì âu? Giờ mới về mà ai vừa đưa con về đấy? Bạn trai của con đấy à? Mẹ hỏi thế không biết trả lời như nào được. Bạn con mày quan tâm làm gì? Con gái của đứa ra ngoài đường phải ăn mặc tử tế kín đáo vào chứ con, nên thành phố nó phức tạp lắm. Mẹ không cấm con chuyện yêu đương nhưng phải tìm người tử tế mà yêu chứ đừng có dây vào mấy cái thằng vớ vẩn ý. Mặc cái thằng lúc nãy mẹ thấy nó tóc xanh tóc vàng trông chả tử tế gì đâu. Mẹ buồn cười ấy nhở? Nhưng
như nào là vớ vẩn. Con lớn rồi, mấy con không phải nói nhiều đâu. Đúng là nhà quê, vô cùng lạc hậu. Mình là con gái, phải giữ ý giữ tứ chứ con. Thôi, không có nghe mày nói nhiều đâu. Mà mẹ lên có mang tiền cho con không? Tuần sau có phải đóng tiền học thêm rồi đấy. Có, mẹ có mang rồi. Lát nữa vào nhà rồi mẹ đưa cho con. Dạo này bán cái gì cũng ế ẩm lắm con ạ. Mấy hôm rồi mẹ giao mãi mới bán được con lợn. Được có tí tiền để mang lên cho con thôi. Cố gắng mà học mà hành vào con nhá. Nhìn con bé Trang ấy mà học tập. Mẹ lại so sánh. Lần nào cho con tiền ý, con cũng than nghèo kể khổ. Bực cả mình. Mẹ không muốn cho con thì thôi. Mẹ thôi cái kiểu so sánh con với con nhà người khác đi. Mẹ thích thì đi mà nhận nó mà nuôi. Thôi được rồi, mẹ xin lỗi. Thôi nào đi vào nhà đi. Cho được mấy cái đồ vào. Chuyện bắt được mày rồi nhá. Đưa nhau về tận cổng nhà cơ à? Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà mày không chừa, mày còn thách thức tao nữa. Chị làm cái gì đấy? Bỏ tay ra. Này, con có nhầm lẫn hay không? Đây là con gái của tôi cơ mà. Hóa ra bà là mẹ nó đấy à? Thế thì bà đem con gái bà về bà dạy lại đi. 3 tuổi danh con không ngọt hành là con đi cướp chồng người khác. Giờ còn thách thức tao nữa à? Chị đừng có má nói linh tinh. Tôi chả làm gì sai cả. Đúng đấy, chắc là con nhầm với ai rồi. Con của tôi nó ngoan ngoãn lắm. Hằng ngày nó vẫn đi học cơ mà. Mẹ nào ở nhà mà chẳng nghĩ con mình quá. Đây, bà muốn xem ý, để tôi cho bà xem bộ mặt thối nát của con gái bà nhá. Bà xem đi. Diệu, sao con lại làm ra những cái trò nhục nhã như thế hả Diệu? Do nó tiền ăn học mà không dạy dỗ nó tử tế, hiện giờ nó đi cướp chồng người khác. Bà thấy nhục mặt chưa? Đúng là đúng nhà quê. Ôi, do tại tôi, con dại cái mang, cô tha cho nó. Có gì thì cô cứ đổ lên người tôi đi này, vì cái tội tôi không biết nuôi dạy con. Tha, hôm nay tôi phải cho nó một trận, cho nó chừa cái thói tật chồng khác đi. Chị ơi, xin chị. Bà đi ra, cô tha cho bà đi ra, em xin chị. Mẹ, mẹ ơi. Hôm nay tao nhẹ tay với mày đấy. Mày mà còn thế một lần nữa, mày đừng trách tao mày biết chưa? Con làm sao đây? Diệu ơi, ai cứu con tôi với? Mày tỉnh rồi à? Mày ngất ra đấy. Mẹ mày sợ quá tưởng mày bị làm sao. May là không sao cả. Nhưng mà... Có gì thì mày cứ nói ra. Ấp cũng khó chịu ấy nhở. Mày... Diệu à? Mày nghe tao đi. Quay lại đi học. Mày đừng dính dáng đến mấy cái thằng đấy nữa. Mày bị mắc bệnh xã hội rồi đấy. Bác sĩ bảo là có thể chữa trị được, nhưng mà tốn kém lắm. Mày nói gì? Tao mắc bệnh á? Bệnh gì? Mẹ ơi, có phải con bị mắc bệnh như cái Trang nói không? Mẹ, đúng là con dại cái mang. Mẹ làm sao dám nhìn mặt hàng xóm bây giờ? Nhục ơi là nhục, con ơi. Không phải đúng không? Bác sĩ nói sai đúng không? Mày mẹ tao lừa tao đúng không? Tao không tin. Mày bình tĩnh đi. Bệnh mày còn có thể chữa trị được, sẽ không sao cả đâu, biết chưa? Nhưng mà bây giờ mày phải quay đầu lại. Mày có gan làm, mày có gan chịu. Đừng có hèn nhát như thế nữa. Mẹ nói cho con biết đi. Con
Con. Bác sĩ bảo bệnh này có thể chữa khỏi, nhưng mà phải nhanh lên, không thì nó phát tác ra. Tại mày không nghe lời mẹ nên mới xảy ra cơ sở như thế này. Tiền chữa chạy biết lấy ở đâu ra bây giờ. Mẹ không dám hỏi vay ai. Nhục lắm con ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi rồi. Mẹ tha cho con. Con biết lỗi rồi mẹ ơi. Mẹ làm sao mà bỏ con được. Nhục mấy thì nhục, mẹ sẽ cố gắng để lo cho con. Con cứ yên tâm nhá. Mẹ tha lỗi cho con nhá. Con biết lỗi rồi. Con sẽ cố gắng học hành, không làm mẹ phải buồn nữa. Giờ nghe lời mẹ, con cố gắng ăn hết bát cháo đi cho nó có sức khỏe. Mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều, mẹ sẽ cố gắng để lo cho con nhá. Mẹ.